Đây là một bản đồ của anh Lưu Hoàng, một trong những thành viên chơi Riston từ những năm 2017. Nó thì sau bao nhiêu lần cắt xẻo và độ thì anh Lưu Hoàng chọn phong cách Cruiser là điểm dừng chân cuối cùng, vì đây là cái dáng xe phù hợp với cái thể trạng của anh Lưu Hoàng. Rồi, giới thiệu với anh em vì dạo gần đây nhiều anh em quan tâm tới cái mẫu độ này, là anh chủ xe đã lên những gì cho chiếc xe nó ra dáng như thế này. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em nha, những cái mà anh chủ xe lên sơ sơ thôi. Là cái quan trọng nhất á, là cái khung sườn đuôi này là ảnh làm lại hoàn toàn. Cái phần về đuôi này là được gò thủ công lại nha, gò hoàn toàn lại cho giống cái dáng Cruiser nè. Rồi cái phần khung sườn này là làm thêm luôn, ốp lên nữa. Rồi đây là cái yên, yên solo một người. Đây là cái mang cá, cái ba ga sau vẫn gắn lên cho nó đẹp thôi. Rồi đây là cặp bo nè. Rồi đây là con bull nè, đang quay xe mà con bull nó vô luôn. Đây là cây bô inox 304 nha anh em, hai nòng. Cái dáng này là cái dáng gì anh Lưu Hoàng nhỉ? Không, cái tên của cây bô á là cái gì em quên mất tiêu rồi, cái gì mà đó. Tí nữa mình sẽ nổ máy cho anh em nghe tiếng bô ha. Thì xe này là nguyên cái vàng sơn, là anh Lưu Hoàng ánh sơn lại cái màu hoàn toàn mới luôn đó. Logo Riston bằng inox khắc laser. Ở đây là một cái điểm nhấn để tạo nên cái dáng của xe là cái tay lái. Con này là tay lái hạt lay gì đó, đúng không anh? Cái tên gọi của nó. Đó. Lên cặp gương nữa, cặp gương rất là đẹp nè. Quay chi tiết cho anh em xem thôi, chứ còn giới thiệu xe anh Lưu Hoàng thì chắc nhiều anh em biết rồi. Mình cũng không có rành về chiếc này lắm. Đèn hậu được thay thế luôn nè, rất đẹp. Xe này mình chỉ đăng cho anh em tham khảo bản đồ thôi nha anh em, không phải xe bán đâu nha. Anh móc hỏi mình xe bán đâu, mình không bán được đâu. Rồi cái tiếp theo là mình sẽ nổ máy cho anh em nghe cái bô này ha. Nhiều anh em muốn nghe cái tiếng bô này. Em đang cầm cái máy em không có bấm đề được. Rất là sáng. Em gỡ rồi á. Anh bóp con nè. Thì cái con này á, thì cái kế hoạch tiếp theo của anh chủ xe á, là anh sẽ xuống cái mâm đằng sau là nó nhỏ hơn, bánh trước nó lớn hơn, thì nó sẽ ra cái dáng Cruiser. Nếu mà có điều kiện nữa thì mình có thể đẩy cái bộ số gãy là cái cắt chân tới nữa thì nó ra dáng Cruiser luôn. Rồi cảm ơn anh em đã xem cái clip của Hồng nha. Anh em nào có nhu cầu độ xe như thế này thì cứ qua bên mình rồi mình giới thiệu đi chỗ khác độ.
nhưng mình không biết độ. Rồi rồi anh em nào kết cái kênh YouTube của Hồng thì nhấn đăng ký và theo dõi những cái clip của Hồng đăng về những chiếc xe tiếp theo nha.